Chào tất cả các bác. Sau dòng lục giác chân liền từ 60 cho đến S2 mà cơ sở đã thiết kế thời gian qua, thì theo yêu cầu của rất nhiều xưởng là muốn có một dòng vuông vuông nhưng mà phải vuông chân liền dạng chân kỷ theo form của lục giác chân liền. Vậy ngày hôm nay chính thức thông báo tới tất cả các bác, các anh em sản xuất chậu cảnh trên toàn quốc là dây vuông vuông chân liền dạng chân kỷ là cơ sở bắt đầu thiết kế nhé. Và đây là bộ đầu tiên đây, bộ đầu tiên có kích thước là rộng khoảng 60. Bây giờ sẽ tháo bộ này ra để cho các bác anh em xem. Thứ nhất là về kiểu dáng, thứ hai là về hoa văn, để chúng ta cùng nhau xem là bộ này khi tháo ra nó sẽ như thế nào. Với cái bộ này thì chúng ta sẽ hàng nhỏ ta sẽ nghiêng, ta lấy đáy trước, họ lấy đáy trước như này thôi được, để đến được không, đấy là dao. Nếu mà to thì chúng ta sẽ cẩu lên, ủa rất là dốc ấy, gõ nhẹ ra rồi. Đây một tấm đáy rất là chắc chắn này, phần chậu rất đẹp rồi. Đây chính là cái phần chân kỷ đây. Rồi, có thể ta sẽ để nguyên này, để nguyên để ta tháo cái mảnh đầu tiên này trước. Với khuôn vuông ấy, thì cái việc thi công tháo lắp này nó sẽ nhanh hơn so với lục giác nhé. Rồi, ok. Sẽ lấy mảnh đầu tiên ra luôn. Tuột ra rồi. Cảm quan ban đầu thì có vẻ nhìn rất là dốc nhá. Đấy, cái mảnh này nó gần ra này. Ta sẽ nhẹ nhàng tháo ra. Bộ này mới đúc thử thôi, chưa đủ cứng đâu. Đó, rất nhẹ nhàng để phòng mất hoa văn nhá. Rồi, ok. Mời các bác xem này, có lẽ đây là cảnh, cảnh này chắc là cảnh cái tùng đây rồi. Ồ, cảnh cái tùng nhá. Rất nhiều bác nó thích cái lá này, cái lá lật này. Đó, hoa văn lá lật này, cho nên là ở bộ lục giác là nếu mà cơ sở chưa cho vào thì bộ vuông này sẽ cho vào nhá. Lá lật này, rồi rất là tuyệt vời. Đó, đường nét cong rất mềm mại, chỉ gấm này cực kỳ sắc nét nhá, và nó tuyệt vời luôn này. Đó, nhìn cái miệng nhá, cái miệng của nó khoảng nửa cm, đó nửa cm, nhìn cái chỗ nó khỏe hẳn ra, kết hợp với đường chỉ 3 cấp này. Rồi quay xuống cái chân này, chân vẫn là cái mặt khẩu phù như này, nó hơi có một chút mơ via, có lẽ là do là lắp chưa được kỹ hết. Đó, mặt khẩu phù này, đầu rơi này. Đó, đường cong nhá, đường cong lần này nó cong lượn rất là mềm. Đó, thiết kế này là vừa để ta đút cái cà sẽ nâng cho ta nâng lên được với cái mẫu to. Tiếp theo sẽ tháo mảnh thứ hai ra. Với bộ vuông 60 này thì chỉ cần hai ốc thôi. Hai ốc ở một cạnh này là cũng đã đủ chắc rồi. Đó. Rồi, ok. Rất là dốc. Hết sức tuyệt vời, mảnh đây là một tiếp tục một cái phong cảnh đây nữa này. Tí dựng lên nhá, dựng lên để xem cho các bác anh em xem cái cảnh này. Đó, hết sức tuyệt vời luôn. Rồi còn hai mảnh nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biết là hoa văn của hai mảnh như thế nào nhá. Ồ, rất là dốc luôn, gõ nhẹ ra. Để tiếp tục một bức tranh nhá. Tiếp tục là một bức tranh. Đó. Nếu như các mẫu lục giác
cơ sở đã đi theo lối tứ quý tùng cúc trúc mai. Thì cái mẫu này nhá, mẫu này nó sẽ là bốn mặt là bốn bức tranh, bốn bức tranh cực đẹp luôn nhá. Đó, bốn bức tranh cực đẹp luôn như này, hình ảnh cực kỳ sắc nét này, từng đường nét tỉ mỉ luôn. Đó, hình ảnh bó cùi này, hoa văn này, đấy, những đôi chim này rất nét luôn. Thang nước chảy đây kìa. Rồi, ok, sang mảnh cuối cùng. Nào, đứng ra đi quay cái mảnh này, mảnh cuối cùng này. Hết sức nhẹ nhàng. Đó. Rồi. Cực kỳ đẹp. Đó, với cái khung tranh nó chìm xuống nhá, nó chìm xuống như một chút này. Thì khi sơn nhá, khi sơn chúng ta sẽ đảm bảo sơn rất dễ, rất đẹp luôn, không bao giờ bị lem ra ngoài này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào kích thước của bộ này nhá. Bộ này đo khẩu bi. Khẩu bi đo được 60,5. Đó, 60,5 chéo cạnh. Chéo cạnh là 86. Lọt lòng này. Lọt lòng là 51,5 nhá. Tức là mỗi cạnh này là đúng 5 phân này. Cao chậu. Cao chậu 56. Cao chậu đúng 56. Còn phần cao với trong. Cao lọt lòng. Lọt lòng là cao 46,5. Đó, chiều cao tương đối nhá. 46,5 là có chiều cao đựng được rất nhiều đất rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một lượt cái phần hoa văn. Đây, quay một lượt hoa văn này. Quay lại bốn bức này.